Ok, hello anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Lời đầu tiên thì tôi xin được cảm ơn các anh em fan kênh đã gửi cái phần quà donate nhân cái ngày 20 tháng 11. Tôi phải nói thật với anh em là quá bất ngờ luôn. Đấy, buổi chiều nay thì bạn Kiên, bạn ấy có nhắn tin cho tôi bảo là tôi check Momo đi. Thì tôi vào thì tôi mới biết được là ngày hôm qua là có các anh em donate đấy, chứ còn hôm nay tôi cũng có biết đâu. Sáng nay tôi lên video clip và tôi cũng không biết là có donate. Đấy, nên là chiều nay thì bạn Kiên mới thấy là không có thầy cảm ơn. Không thấy là thầy nhận được quà cảm ơn gì cả. Thì đấy, thì bạn bảo tôi vào thì tôi vào, tôi mới biết được là ngày hôm qua có rất nhiều anh em donate cho tôi. Đấy, xin được cảm ơn cái tấm chân tình của các anh em. Cái này tôi cũng đã gửi cái tin nhắn riêng tới từng anh em để cảm ơn rồi. Đấy, nhưng mà tôi vẫn cảm ơn một lần nữa ở trên kênh. Xin được cảm ơn anh em Vũ Trọng Tín, anh em Bùi Xuân Luân, anh em Vũ Trung Kiên, anh em Đào Thanh Sơn và anh em Đặng Ngọc Anh đã donate. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cùng với đó tôi xin được cảm ơn các anh em sau đây. Tôi xin được cảm ơn anh em Huỳnh Hoàng Anh, anh em Quang Minh Trần, anh em Văn Huy Lê, anh em Nguyễn Đăng Hưng, anh em Bùi Phú Thịnh, anh em Nguyễn Đức Anh, anh em Cương Nguyễn và anh em Minh AML. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Đồ ánh tay à? Ghép được hút máu trừ giáp với cấp điên này. Ok, hai đỏ đã. Tôi lấy luôn, chốt luôn anh em ạ. Ra được hai con Hunter rồi. Ra hai con Hunter rồi, chơi được rồi. Đây, như này khỏe hơn. Hai đỏ kẹp với con súng. Ba Warrior thì nói chung ấy là nó cũng mạnh, nhưng mà nếu mà chúng ta có một con súng thì chúng ta nên lấy con súng. Nó sẽ giúp chúng ta giết được những cái con ở đằng sau. Ok, rồi. Chuyện này chơi gì nhỉ? Ba Hunter này. Ba Hunter hai đỏ. Quá tuyệt vời. Trận này có một cái bộ khá là mạnh, đấy chính là cái bộ Feather. Ở trong cái tướng truyền thuyết là có hai con 5 đô anh em ạ. Hai con 5 đô ở trong bộ Feather. Có nên chơi không nhỉ? Chúng ta ra được con Wing Ranger sớm. Đấy, để xem đối thủ nào đã. Có nào chơi Hunter không? Trận này ấy, mặc dù không có tên Tsunami nhưng mà có máy bay. Nên là khả năng là vẫn sẽ có người là sẽ chơi Hunter đấy anh em. Cái bộ 9 Feather nó rất sợ 9 Hunter máy bay ở giai đoạn late game. Giữa game thì có thể ăn được nhưng mà late game thì thua là chắc chắn luôn. Để xem đã. Tôi nghĩ là với cái đội hình này thì chúng ta sẽ có thể đánh được chuỗi thắng đấy. Có đồ là một này, thứ hai là gì? Cái đội hình nó ra được cái form khỏe giai đoạn đầu game. Hunter kẹp với cả hai đỏ là rất là khỏe luôn. Chuyện này nếu mà chơi Feather chúng ta có thể chơi Fake hoặc là chơi Ryu, đều được hết. Thực ra mỗi cái bộ nó cũng có những cái điểm mạnh, điểm yếu riêng. Nếu mà chơi Fake thì chúng ta form sớm, chúng ta roll được 3 sao. Đấy, còn nếu mà chơi hàng Ryu thì chúng ta đẩy cấp, chúng ta kiếm cái con Salin, sau đó kẹp 3 Assassin. 9 Feather kẹp 3 Assassin đánh ở level 10. Hoặc chúng ta có thể là chúng ta kẹp lùn. Đấy, kẹp lùn hoặc kẹp Kira đánh ở level 10 đều được. Nó có 3 cái lựa chọn ở cái slot 10. Trong khi đấy 9 Feather hàng Fake thì nó sẽ không kẹp được những cái đấy. Không kẹp được lùn này, không kẹp được Assassin này, không kẹp được Kira. Đó, nếu mà đánh về siêu lết thì tôi nghĩ là cái bộ Ryu đương nhiên nó sẽ ăn đứt từ cái bộ Fake rồi. Nhưng mà cái bộ chơi hàng Ryu ấy là chúng ta sẽ phải xanh lắm. Đây này, bị Assassin nó bứa sau. Vừa bảo có thể có chuỗi mà cuối cùng là gặp ngay một thằng có con ốc 2 anh em ạ. Không đỡ nổi. Khó. Ốc 2 mở rau 6 là nó là một cái thế lực luôn. Đấy, tôi phải khẳng định với anh em, nếu mà cho tôi một con ốc 2 ở cái rau 6 này ấy, tôi đánh chuỗi đến rau 20 luôn cho anh em xem. nó con ốc 2 nó còn hơn con súng 2 cơ. Thậm chí nó còn hơn một con súng 2 sao. Con ốc 2 sao là một cái con gì đấy mà lẽ ra nó không phải là một con tướng 2 tiền. Đấy, mà nó lại là để cái con đấy nó 2 tiền. Nên là thực sự là đấy là một cái con tướng mà mạnh nhất ở trong những con tướng 2 tiền.
Ra là cái con đấy mà nó lên được 2 sao sớm thì thôi, 6 assassin phang chuôi đến khoảng round 20. Quá nhẹ nhàng, chả sợ bố con thằng nào, kể cả Hunter. 6 Hunter sớm gặp cái bộ 6 assassin thì đứt điện. Ủa thằng này còn ra cả gấu này. Toàn siêu nhân luôn này. Thằng này ra gấu ấy mà nó lại không biết kẹp mấy cái con kiểu Hunter vào đằng sau. Cho con gấu ơi tăng về trên, Hunter hàng dưới bắn thì thôi rồi luôn. Nó lại kẹp mấy cái con Goblin để nó định kiếm mấy cái cuốn sách này mà. À mấy cái công nghệ Macron mà. Đây rồi, anh em này. Chuyện này chúng ta chơi Feather hay chơi Hunter? Nếu mà để mà nói về sở thích thì tôi nghĩ là cái bộ Feather trận này tôi sẽ chọn cái tỷ lệ cao hơn do cái tướng 5 tiền. Tôi nghĩ là tôi sẽ chơi Feather đấy, từ từ đã nhá. Để xem đã. Cho tôi một cái con cây đi, con cây tăng cơ 3 đô ấy. Đấy cái con đấy. Đứng ở phía trên. Kẹp với cả 6 Hunter đánh ở level 7 sao roll. Giữ màu. Còn nếu mà không cho là chúng ta buộc chúng ta phải đánh 6 Hunter. Bây giờ thiếu một Hunter nữa thôi. Rồng mập. À không phải rồng mập, rồng 3 đô. Rồng Aegisit. Cho rồng Aegisit là chơi được. Nếu mà ra Hunter sớm thì cái dấu hiệu đó là phải là có một co 2 sao. Phải ra được một con như con súng này. Hay là con thỏ đi, con thỏ cũng được. Con thỏ, cho xin con thỏ vậy. Ê à, này to đấy, không biết có ăn nổi không. 3 con 2 sao. 3 con 2 sao khả năng tôi thua. À, được không, được không, được không. À, được rồi chứ. Ui giời anh em ơi. Vẫn ăn được, vẫn ăn được, vẫn ăn được. Khỏe mà. Hunter khỏe mà. Đen gặp cái thằng kia thôi anh em ạ. Đen gặp thằng kia thôi. Chứ còn nếu mà không đen thì là có thể là chúng ta vẫn đang đánh chuỗi thắng ấy. Đen gặp cái thằng assassin thì thua. Đó. Chúng ta có hàng 3 warrior phía trên rất cứng ở đây. Lại kèm theo cả 2 đỏ nữa. Ở dưới thì có Hunter đứng ở phía dưới. Quá tuyệt vời. Nếu mà bây giờ ra 4 đỏ thì cũng được. 4 đỏ thì chơi Hunter luôn. Còn nếu mà ra Feather kiểu ra cây các thứ thì có thể là quay xe. Trận này có thằng chơi ấy à? À không phải. Tôi tưởng cái thằng top 1 là nó chơi là Dominator kẹp với cả cái gì á. Căng á. Kẹp 5 rồng à? 5 rồng Dominator Fallen Witcher đúng không? Hình như là thế đấy anh em. Chơi 5 rồng à? Nhìn thằng top 1 có vẻ chơi 5 rồng. Ra được rồi, không cửa lai rồi, búa xét luôn. Kinh thật đấy. Nhân phẩm đúng là nhiều khi là mình cũng không phải tin được luôn. Chưa bao giờ có cái trận đấu nào nhân phẩm nó lại to như thế được. Trận này thôi đánh Tata. Gọi là gì, gọi là giữ tiền giữ máu ấy. Tata ơi, up cấp đúng level. Đây rồi, 6 Hunter rồi anh em ạ. Ok nhá, nếu mà 6 Hunter rồi thì thôi chúng ta sẽ bỏ mấy cái con này đi. Ok. Tuy nhiên là mà để 6 Hunter thì chúng ta sẽ phải lên level 7. Bây giờ chưa được. Tạm thời tích tiền như thế đã này. Ở đây tôi ra là con Greater sớm, không biết là có lên chơi không. Mà khả năng là không, anh em ạ. Trận này chơi Greater chơi với cả 5 rồng khả năng xuống hố là cao ấy nhá. Với cả một cái điều mà quan trọng đấy chính là chuyện này cái bộ Greater nó cũng không ngon lắm. Thằng này to quá đi mất thôi. Anh em nhìn kìa, thằng top 1 top 2 kìa. Trời ơi. Sao mà to thế. Súng 2 luôn ạ. Toàn. Toàn thật sự. Đã thế lại còn gặp tôi ở round sau ấy chứ. Gặp tôi round sau cái thằng mà súng 2 sao gặp tôi round sau thì chịu rồi. Làm nào mà ăn được. 6 Hunter chưa chắc là ăn được. Ui. Con này lên 2 sao à. Lấy cái búa xét cái đã này. Sáu Hunter. Cái con 2 sao lại không nhét được vào. Thế chứ nị. Cái con 2 sao lại không nhét được vào anh em ạ.
Bởi vì là bây giờ nếu mà bỏ vào ấy thì chả nhẽ lại bỏ con ách ra, con ách nó tăng thì nó khỏe hơn. Không ai bỏ con ách ra cho cái con AM tabu chơ vào cả. Chúng ta sẽ phải để lại con ách ở đấy để nó tăng cơ anh em ạ. Ok bạn ơi, ui dồi ôi, khó nhờ. Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Khó. Ui dồi, giết thêm một con nữa thì có làm sao? Tất nhiên là không ăn được rồi. Chỉ là giữ máu thôi anh em ạ. Đây rồi, hai đỏ này. Ok, thôi bán cái này đi. Tôi chơi Feather anh em ạ, tôi không chơi này đâu, tôi không chơi Hunter đâu. Trận này không chơi được Hunter. Hunter chưa lên được 2 sao, không chơi đâu. Khó lắm, bộ Hunter nghe thì có vẻ như Hunter máy bay là rất khỏe đúng không? Nghe thì có vẻ như thế, nhưng mà anh em trải qua rất nhiều cái trận đấu mà tôi chỉ cho anh em những cái thằng Hunter ấy, nó xuống hố rất là dễ. Bởi vì là thực ra anh em nhìn cái số tiền của tôi kìa, nó không có chuỗi. Đánh Hunter ấy, nó cần phải có tiền để nó lên 10. Nó cần phải ra được máy bay. Tôi phải khẳng định với anh em, nếu mà nó không ra đủ cái bộ đấy, nó không đánh được ở level 10 ấy, không bao giờ có thể là trụ được top. Thậm chí là bay màu rất nhanh. Cái tầm sau là 20 nó đẩy nhanh lắm, cái bộ 9 Hunter nó không trụ ở đâu anh em ạ. Mà tiền nó bị thọt rồi, thôi. Cái trận này nhá, là tôi xác định là chúng ta phải đánh ở level 7 ấy, chứ không phải là chúng ta có tiền mà chúng ta lên 8 lên 9 đâu. Trận này là quá thọt luôn. Up lên 7 rồi không đánh được, không thắng được. Đấy, không đánh được chuỗi thắng. Rất khó. Bây giờ gặp cái thằng Thanh kia là cũng thua thôi anh em ạ. Tầm này tôi biết cái đội hình này là không có cái cửa gì ăn được rồi. Trừ khi là bây giờ nhá, là nó phải cho tôi con cung đen với con súng lên 2 sao thì may ra. Đấy, nhưng mà cái điều đấy nó khó anh em ạ. Khó, bây giờ chưa ra con nào. Rồi, chuyển sang Feather đánh fake luôn. Gặp luôn đấy. Trời ạ. Gặp sớm đấy. Ơ, ăn được không? Ơ, thằng này nó bỏ con ốc này. Tại sao bạn lại bỏ con ốc bạn ơi? Ơ, tại sao? Ơ, ốc 2 sao bán đi á. Ảo thật đấy. Ôi, bỏ ốc 2 sao ạ. Như tôi là tôi phải giữ con ốc 2 sao đến năm 20 tôi mới bỏ. Không hiểu sao bỏ con ốc 2 sao đi. Kẹp Clive vào. Tại sao không đánh 3 assassin 3 rồng nhỉ? Có cái lợi thế co 2 sao. Đánh 3 assassin 2 rồng 3 mét vẫn ok luôn. Nó gọi là tam pháp sắt long đấy anh em. Bộ ấy đánh ở giai đoạn giữa game, từ round 11 đến round 20 luôn. Sau đó chuyển sang cái bộ khác. Dại rồi, tam pháp sắt long quá ngon luôn, có rồng mập. Anh em thấy không? 3 mét, ủa có thằng này to đấy. Vãi đái, có thằng beat con ra con gấu 2 luôn ạ. Sợ thật. 4 beat rồi. Ui ơi, gặp luôn này, khó chơi thế. Khó chơi thế bạn ơi. Ủa, khó chơi thế nhở. Thề. Ăn được không? Cố lên. Được. 6 Hunter cơ mà, đúng không? Chúng ta có 6 Hunter mà chúng ta phải ngại à? Ờ, đây rồi, thỏ này. Thỏ lên 2 sao. Ok. Chơi chỉ phe giờ luôn anh em nhá. Nhiều anh em sẽ quen với cái việc là chúng ta chơi 9 phe giờ xong kẹp với con Shadow. Trận này tôi không chơi Shadow đâu. Đấy, tôi nói trước để cho anh em đỡ phải không phải hóng. Không chơi đâu anh em ạ. Tôi trận này tôi sẽ Hyperon xong rồi tôi chơi. Tôi nghĩ là tôi sẽ chơi con súng. Súng kẹp với cả Fiazer đánh ở level thấp hơn level 7 thôi anh em ạ. Trận này thọt tiền quá rồi. Không đánh ở level 8. Roll cái con Shadow thì có thể chơi ở level 7 cũng được. Nhưng mà thôi, cái bộ đấy nó quen rồi. Hoặc có thể con cung đen nha anh em nhá. Cung đen làm co cũng được. Chơi cho nó lạ đi. Súng hoặc cung đen.
Tôi sẽ roll ở level thấp để tôi kiếm 3 sao. Sáu Hunter tôi nghĩ là cũng có thể giữ được máu cho tôi khá khá đấy. Cho đến khi chúng ta có thể farm đủ bộ. Tí nữa ở cái bộ 9 Feather mà kẹp súng ấy, lên 8 có thể kẹp thêm một con Dominator vào. Trong cái khoảng thời gian mà Dominator là úp lồng ấy, chúng ta sẽ có thời gian. Chúng ta bắn. Ok. Thằng này ăn nổi không đây? Trời ơi, sát đầu 2 ạ. Kẹp 3 assassin kẹp với đỏ. Khó chịu thật. Úi dồi, nó đẻ thêm con nữa này. Trời ơi, mất nhiều máu thế. 9 máu. Cung đen. Ui, thế thì chúng ta chơi cung đen rồi. Cung đen lên được 2 sao. Thiếu một con. Thiếu con Grim anh em ạ. Con cung đen này thì nó có một cái yếu hơn cái con súng đấy là cái tầm bắn của nó gần hơn là một này. Thứ hai là nó sẽ không kết hợp combo với cả cái con Grim được. Con Grim sau khi nó quẹt bực cái con súng nó có khả năng là bắn tỉa, nó combo. Còn cái con cung đen này thì nó chỉ bắn chay thôi. Nhưng mà con cung đen cũng hay là cái chỗ là nó đánh với mấy cái bộ Witcher là nó đánh được. Không cần mana. Nhưng mà cái con súng nó cũng có cần mana đâu, đúng không? Đấy, con súng nó cũng không cần mana. Hai con đều chơi được. Ây à, bắn thốn phết đấy nhở. Bắn đau phết đấy. Đọc Clive bắn đau như này cơ mà. Cung đen bắn khỏe thật. Rồi, tích 50 tiền thôi. Xong rồi chúng ta sẽ roll kiếm Grim anh em nhé. Tôi không làm gì đâu. Tầm này chúng ta có một cái đội hình nó đủ dư máu đến sau round 20 rồi. 6 Hunter kẹp đỏ đó là chơi được nha anh em nhá. 6 Hunter kẹp đỏ kẹp 2 Eager Seed nữa mà. Chúng ta có cả 2 Eager Seed. Trận này bởi vì là tôi kẹp con cung đen hoặc là con súng ấy, nên là tôi sẽ không pick thêm cái con Wing Ranger vào nữa. Nếu không chúng ta sẽ kích hoạt 3 cái bộ cung. Đấy, 3 con cung. Nên là chúng ta không có chơi thêm con Wing nữa anh em nhá. Chơi con thỏ thôi. Đấy, thỏ kết hợp với cả con cây và con Taboo Witcher là được. Sau đó trở level 7 luôn. Úi dồi, thằng này hai con sâu hay sao? Không hiểu chơi cái gì luôn. Chơi Insectoid à? Ra được hai con sâu hay sao luôn. Kẹp thêm con mèo nữa thì ối rồi. Nhưng mà yếu lắm. Mèo bây giờ nó không như ngày xưa. Ngày trước là mèo chỉ cần một con thôi. Nhưng bây giờ mèo phải cần một cặp mới chơi được. Con này tôi sẽ lùi lên 3 sao anh em nhé. Chúng ta sẽ người con Taboo chờ lên 3 sao. Round 19 rồi đây này. Vẫn chưa ra Grim. Round sau là bắt buộc là phải form được là 9 Feather anh em nhá. Feather Fuck ấy. Không roll được là chúng ta cái round 20 trở đi là sẽ mất nhiều máu đấy. Bộ 9 Hunter nó đến cái đoạn này. À cái bộ 6 Hunter ấy. Đến cái đoạn này nó bắt đầu nó mất máu. Đấy. Và mất máu nó gọi là kinh khủng khiếp luôn. Cho đến khi chúng ta lên được 9, chúng ta kiếm được 9 Hunter thì nó mới đỡ được. Bây giờ tôi có thể tự ăn được thằng này. Bây giờ có thể tự ăn được. Ok, vừa lấy khác, bây giờ khác bạn ơi. Rồi, thằng này lên 8 luôn à. Ok. Đấy, vẫn giữ máu tốt đúng không? Mà chỉ trước round 20 thôi. Lại Dominator, nhưng mà bây giờ tôi vẫn phải ưu tiên cái con thỏ lên 3 sao. À thế tôi bán à hay tôi lóc lại nhỉ? Ra ngoài chắc là bán đi thôi, chứ còn không lóc đâu. Lóc gì cái tầm này anh em. Bán Dominator đi. Dominator phải lên 8 mới cho được vào cơ. Và đấy nó là một cái quá trình. Còn lâu nữa chúng ta mới lên 8. Kiếm sao. Tạm thời là phải đưa thỏ này, đưa cây và đưa Taboo Witcher và một con co lên làm
cái con 3 sao, liên 3 sao, làm con chính, có thể là súng hoặc là cung đen, tùy xem là bài nó có ra không. Cây này quá tuyệt vời. Súng này. Rồi này. Ui giời, Grim luôn này. Chết mẹ. Kịp không? Không kịp rồi. Thôi, bán Hunter luôn anh em ạ. Chuyển luôn. Từ từ đã nha. Thiếu con gì? Không kịp. Ôi lao sau. Xử lý hơi bị lỗi. Quá nhiều thứ cần phải lạp thông tin vào trong đầu ấy, là cái round vừa rồi là nó hơi lỗi tí anh em ạ. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi cũng sẽ không mất nhiều máu đâu. Ok. Rồi. Phải bán mấy con cung thật là nhanh. Bán mấy con cung đi. Ok, bây giờ chúng ta cho 9 feather vào đã. Súng hay là cung đen đây? Tôi vẫn ưu tiên con súng hơn. Thôn mấy cái nữa. Ra được cung đen thì chơi cung đen, mà ra súng thì chơi súng. Chúng ta chốt đồ ra nào. Từ từ nhá, để xem có mết cũng đã. Để còn để dành cái giáp. Không là tí nữa toàn, không có BKB toàn ấy. Cái thằng top 1 thì không biết là có chơi mết không hay là chơi cơn ai. Thôi rồi, tôi cứ lấy cái giáp trước đã. Đa phần là bọn nó chơi vật lý. Có một thằng ở phía trên là không biết là có chuyển sang không thì chưa biết. Nhưng mà để mà nói là chọn đồ, chúng ta phải chọn counter đa số vào những cái người chơi. Đấy, nên là những người chơi đa số là đánh hệ vật lý thì thôi. Chúng ta sẽ chọn cái giáp thép trước. Cái thằng mết tính sao. Cứ ăn cái đã, ăn đa số đã anh em. Đấy, như ví dụ như Clyde đây này thì là ăn được. Ừ, vẫn không ăn được cơ. Cầm cả giáp thép rồi mà vẫn thua rồi nhá. Sợ thế nhở. Là cây 3 anh em ạ. Cây 2 không đủ tăng cơ. Cây 3 sao mới chơi được. Ui thằng này nó ghép chống lé luôn rồi này. Quánh cẩn thận đấy nhở. Rồi. Đồ ná. Bây giờ ra cung đen hay súng thì nó sẽ là con co nha anh em nhá. Một con cung đen hay một con súng nữa đây. Ui kìa, đen thật. Ui ra súng rồi này. Ok. Rồi. Vậy là chúng ta sẽ phải lên 8 sớm à, để kẹp con Doom à. Doom 2 sao mà để ở ngoài thì nó lỗi lắm anh em ạ. Thằng này ra Sailing Assassin rồi này. Chơi Insect thật. Chơi Insect thật anh em ạ. Insect to này. Mà chưa đủ bộ. Nếu mà chưa đủ bộ thì khả năng nó toang với tôi. Chín phe giờ. Ăn được. Có lên drone nữa không nhỉ anh em nhỉ? Có lên drone nữa không? Để từ từ xem nhá, xem lần nữa. Bây giờ bọn nó form mẹ hết rồi. Bài nó mạnh rồi đấy anh em. Tất cả đủ bộ rồi. Tầm này thì bây giờ khả năng là roll tiếp. Đây. Cây 3 này. Cái việc mà lên 8 ấy, chúng ta sẽ kẹp được thêm một con Doom. Nhưng mà chúng ta cái roll ra tabu 3 sao nó hơi khó đấy anh em. Bây giờ còn 3 con nữa khi tôi roll nốt ở level này thôi. Chứ còn bây giờ lên thì sợ không lên được tabu 3 sao thì cũng hơi toang. Đấy, chúng ta sẽ có hai combo. Con thỏ và con súng. Mỗi con là một phát. Grim quẹt mực cho súng và thỏ. Tí nữa sẽ là Doom nữa. Chúng ta sẽ có 3 cái combo rất đẹp. Rồi tiếp anh em nhá. Rồi quyết tâm rồi lên con tabu 3 sao đã. Trong lúc đấy kiếm thêm con súng.
Tabu với thỏ anh em ạ. Không roll được lên 3 sao toàn đấy anh em. Bộ này nó chơi phải 3 sao. Chơi 3 sao level thấp. Dí cấp là chết. Để tôi xem nào. Ui mẹ ơi. Xa đâu sắp lên được 3 sao rồi đây này. Một con nữa. 9 assassin xa đâu sắp lên được 3 sao. Round 25. Trong khi đấy tôi là cái con là con súng ấy. Bây giờ nó còn tới 5 con nữa. Đối thủ của chúng ta còn một con nữa thôi là lên được con Shadow. Nhưng mà thằng đấy có vẻ như nó đang lấy đồ cho con Silent Assassin thì phải. Tôi thấy nó lấy cái hai tia. Bố xét. Ok. Đồ hơi lởm. Tôi lấy cái cúp điên ngon hơn đấy. Nhưng mà thôi. Có hơn không anh em ạ. Ra cứ bố xét là cũng được rồi. Bây giờ cố gắng để roll ra được bọn này lên 3 sao. Đèn thật. Rồi mãi không ra luôn. Súng tầm này mà không lên được 3 sao mà phải chơi thỏ thì cũng toàn đấy. Nhưng mà nói chung ấy là tôi bây giờ là tôi một trong hai con là phải lên được 3 sao đã. Súng hoặc thỏ để tôi có con co 3 sao rồi đánh đã anh em ạ. Bây giờ nó bị muộn rồi. Tiền này không thể lên được 9 8, 9 đâu anh em. Đánh ở 8 bây giờ không có co 3 sao là chết. Đấy. Hết tiền rồi anh em ạ. À. Anh em nhìn 47 tiền thôi nhưng mà đánh ở level 7 đấy. Chứ không phải level 8 đâu. Anh em nhìn có những cái thằng mà level 9 50 tiền nữa kìa. Anh em thấy không? Đấy nên tôi mới nói là tôi quá thọt rồi. Tôi quá thọt rồi anh em ạ. À. Trận này thôi. Mặc dù có rất nhiều 5 đô cũng ngon nhưng mà chúng ta không thể. Chúng ta không thể. Đây này gặp thằng này vớ vẩn thua ấy. Cũng thắng rồi luôn ấy. Trời ơi nó giật gì mà nó giật chính xác thế nhờ. Nó giật đúng vào cái con súng của tôi. Thấy chưa? Thua đây này. Ui rồi nó lấy chống lé cuối luôn anh em ạ. Đồ vãi cứt thật sự luôn. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Cây không tăng nổi. Cây 3 sao không tăng nổi. Khó chịu thật. Thằng đấy khả năng là nó chuyển về 5 rồng đấy anh em ạ. Chơi meta này thường là chuyển về 5 rồng để counter Witcher. Sẽ không chơi Clyde đâu. Clyde nó chỉ giai đoạn nào đấy thôi. Sau đó thì người ta gặp những cái bộ Witcher ấy là người ta đã chuyển về 5 dòng để counter anh em ạ. Cái bộ 5 dòng là counter Witcher. Chứ còn nếu mà chơi ngược lại thì là bị Witcher counter rồi. Cái trận này khó thật đấy. Nó vừa mết nó lại vừa chống lé chứ. Nó vừa 5 dòng nó vừa mết nó vừa chống lé. Khó chơi thật. Thằng này bây giờ phải giết chết thằng này trước khi nó lên được con Shadow 3 sao. Khó nhờ. Ủa, chung một chém kìa. Sợ thật sự. Được chết tôi rồi anh em ơi. Khả năng từ bây giờ trở đi là chúng ta sẽ mất rất nhiều máu đấy anh em ơi. Mặc dù cái đoạn đầu game tôi cũng đã cố là tôi giữ máu rồi ấy. Tôi phải dừng lại ở 7 tôi roll. Ra đi, súng ra nhiều vào. Ra lửa đi. Thỏ nào, thỏ bao nào. Thỏ. Tabu cũng được. Giải quyết được cái hàng chờ đã này. Vẫn chưa đủ slot. Bán con đập trứng luôn. Đây, vẫn đủ slot anh em ạ. May quá. Tôi vẫn phải ưu tiên là cho súng. Chứ tôi không đập trứng cho con thỏ đâu. Súng làm co mới mạnh. Con súng này thì máu nó rất yếu nha anh em nhá. Máu nó là một trong những con mà máu ít nhất. Thế nên là cái việc mà chúng ta gặp 9 Hunter khả năng là súng mà không lên 3 sao ấy là nó sẽ con súng nó sẽ bị bớ vào đầu tiên ấy. Ok chưa? Ok chưa? Ui dồi ôi, 9 Hunter nó bắn kìa. Nhưng mà chúng ta ăn được 9 Hunter là anh em này. Đấy anh em thấy tôi nói đúng không? Tức là cái bộ Feather ấy nó chỉ sợ 9 Hunter vào cái giai đoạn mà nó lên 10 thôi anh em ạ. Là 9 Hunter lên 10 kẹp máy bay mới sợ. Chứ còn cái thể loại 9 Hunter đánh ở 9 ý, thì không ngán anh em ạ. Đấy tôi đánh ở 7 tôi ăn được nó ở level 9 đấy. Anh em thấy chưa? Lên được 10 không? 29 là phải lên 10 rồi. Chắc chắn rồi. Nếu mà không lên 10 ý, thì 9 Hunter tôi đảm bảo với anh em luôn là sắp bay màu rồi. Bây giờ 9 Hunter sắp bay màu nơi rồi. Anh em ạ. Tiểu Ngọc bây giờ còn đang chịu thua. Đấy anh em thấy chưa?
Không đơn giản đâu. Ui rồi ôi, thằng này nó lên được con Shadow 3 sao rồi. Thôi toang rồi. 9 Assassin Shadow à. Xong rồi, toang rồi. Tôi cứ cản nó mà tôi có cản nổi đâu. Đấy anh em thấy không? Bây giờ thằng này nó cản hộ tôi này, thằng này nó sẽ là cái thằng cản. Quá mạnh. Và tôi thua cả hai. Tôi không ăn được thằng nào hết. Thằng này thì ăn được, thằng này không có rồng thì ăn được anh em ạ. Chứ còn cái thằng rồng luôn chịu à. Cái thằng mà chơi cờ lai mà không có rồng ấy thì khả năng là tôi vẫn có thể ăn được. Ui không ơi anh em ơi, tôi nói đùa thế thôi. Chứ còn thực ra là tôi cũng không thể ăn được. Thằng này cũng lên 10 rồi đấy. Và nó có thể nó sẽ lên 11. Có chuỗi luôn này. Ui rồi ôi, thế tôi toang rồi anh em ơi. Round này có khi là sắp toang cái nơi rồi đấy anh em ạ. Round 30. Chúng ta còn 32 máu nhưng mà nhìn thế thôi. Chứ còn bây giờ gặp mấy cái thằng kia thua hết. Gặp mấy cái thằng kia thua hết anh em ơi. Vẫn đánh ở level 7. Trời ơi, đến cái thằng Hyperon chơi Assassin nó cũng đã lên được 8 rồi. Thằng Beat chắc là ăn được nhờ cái thằng này. Ui dồi ôi, cái thằng yếu nhất nó có con Sailing Assassin rồi anh em ạ. Toàn siêu nhân, làm sao bây giờ anh em ơi. Tôi chết tôi rồi, top 8 à. Top 8 à anh em ơi, làm nào nhờ. Trời ơi, chưa bao giờ mình sợ như này ấy. Chưa bao giờ có cái cảm giác là sắp bay màu. Round 6 buộc phải lên được con súng 3 sao anh em nhá. Chắc là hết tiền thôi, đánh vào level 7 thôi. Chịu à, chịu à. Đây nó là chịu rồi đấy anh em ạ. Bất lực à. Ui rồi còn không có đồ nữa chứ. Điên thật đấy, không có đồ anh em ạ. Tôi cần cái cấp điên cơ. Thôi, hết tiền thôi anh em ơi. Hết tiền thôi, súng ơi. Còn hai con nữa cơ. Ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi. Ra đi, ra đi, ra đi, bạn ơi, ra đi. Xin. Mình xin, mình xin. Một con nữa thôi, một con nữa thôi. Ui rồi không phải. Ôi chết tôi rồi. Bây giờ con Doom 2 để làm gì đâu nhờ. Thôi sao. Doom 2 bán đi à. À không 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 không. Doom 2 chơi được. Thầy bố còn súng ra anh em ạ. Đùa thật là như thế luôn. Đánh ở level 7. Cay đợt. Bỏ nó lên 9, lên 10, lên 11 luôn rồi kìa. Tôi đánh ở level 7 luôn. Dễ chết anh em ơi. Sắp chết đến nơi rồi anh em ạ. Gặp thằng Tiểu Ngọc. Úi rồi nó ra con súng 3 sao. Thế thì toi rồi anh em ơi. Thế thì toi rồi. Ơ được không? Được không? Có 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 được không? Không được, không được, không được. Thua nhưng mà mất ít máu thôi cũng được. Ui mẹ ơi, nó toàn siêu nhân anh em ạ. May quá. Thế đéo nào cái thằng Sailing Assassin 2 sao nó lại bay màu trước tôi. Ờ. Ôi. Ôi nhưng mà không đủ tiền. Không đủ tiền. Không đủ tiền mua. Mẹ ơi, vẫn phải sống một rào nữa anh em ạ. Có trứng nhưng mà không đủ tiền mua. Bây giờ không bán được con nào hết. Chán thật đấy. Hay là bán Doom. Liệu rằng nếu mà không cái rào này mà không mua thì liệu có đi luôn không nhở. Anh em nhở. Liều ăn nhiều. Doom giữ lại lên level 8. Thực ra là cũng sắp lên 8 rồi anh em ạ. Chỉ cần tích đến khoảng rào 34 thôi là lên được 8. Ôi vãi cứt. Berserker 3 sao luôn kìa. Toàn siêu nhân anh em ạ. Ừ thôi xong rồi. Top 7 rồi anh em ạ. Vãi đái anh em ơi. Nó bay xuống nó đập chết con thỏ tôi luôn. Xong rồi. Top 7 rồi. Thế đéo là nó bay xuống nó đập chết cái con thỏ tôi anh em ạ. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Cái thằng Berserker ấy 3 sao ấy nó đang có chuỗi ấy kìa. Toàn siêu nhân thôi anh em ơi. Hỏng rồi. Làm nào giờ. Vãi đái. Hỏng rồi, hỏng rồi. Khó thế. Đang là thua hết rồi anh em. Chả thắng được thằng nào luôn. 15 máu round này. Round này mà gặp Hunter chắc đi luôn. Khẳng định với anh em luôn, 9 Hunter đi luôn. Gặp lại thằng Assassin cũng đi. Và gặp cái thằng top 1 cũng đi. Bây giờ hy vọng gặp thằng nào. Chúng ta hy vọng vào cái gì đây. Chúng ta hy vọng là sẽ gặp được một cái thằng nó yếu nhất ở trên. Nhưng mà tôi chưa nhìn thấy cái thằng nào nó có cái khả quan nào nó yếu hơn tôi cả.
Bây giờ tôi phải gặp cái thằng nào đây? Tôi gặp cái thằng nào để tôi sống được đây? Ôi mẹ ơi, gặp cái thằng nào cũng chết ấy. Thằng này thằng nào? Thằng Clyde. Thằng Clyde này có ăn được không? Có ăn được không? Cố lên bạn ơi. Cố lên. Được, sống rồi anh em ơi. Ui dồi ôi, có thằng ra đi này, thằng nào đấy? Thằng nào ra đi đấy nhở? Thằng nào ra đi nhở? Không biết luôn. Không biết, ui có hai thằng ra đi luôn này. Dậy chết thành công. Vậy là chúng ta 34 là chúng ta lên được rồi anh em ạ. Chúng ta đã có thể lên được 8. Trời ơi. Anh em thấy chưa? Vẫn là tính toán hay luôn. Vậy là lên được 8 kẹp thêm con Doom. Ui bây giờ tôi phải làm gì đây? Khó quá anh em ơi. Khó quá, thằng Hoài Mặc nó chính là 9 Assassin, thằng Tiểu Ngọc nó chính là 9 Hunter anh em ạ. Còn cái thằng đang có chuối cộng 6 kia nó là con Berserker 3 sao? Thằng Hạnh Nguyễn kia thì liệu rằng có thể ăn không? Nó bị out. À, thằng Thanh Nguyễn kia nó bị out rồi. Nhưng mà bài nó cũng mạnh lắm đấy. Bài nó cũng mạnh lắm anh em ạ. Nó ghép cái chống lên cuối rồi, khả năng qua toàn. Ui rồi gặp 9 Hunter thôi, xong rồi anh em ơi. 15 máu sống rồi không bạn ơi? Ui khó thế. Khó quá nhở. Ô kìa. Vẫn hòa anh em ạ. À không phải là hòa, thua nhưng vẫn sống. Ồ vẫn coi như là chúng ta vẫn dẫy được. Ô thằng Hoài Mặc đi. Thằng Hoài Mặc đi. Ô thằng Hoài Mặc đi. Ôi rồi cái thằng Assassin 3 sao đi ạ. Trời ơi, con game là cái kiểu gì thế này? Tôi không thể tin được thằng đấy nó đi ý. Thằng đấy tôi cứ nghĩ là nó phải top 1 cơ. Ai ngờ nó lại đi. Ồ, thế cũng được đấy nhở. Bớt được cái mối họa rồi. Bây giờ thì có tự, bây giờ dễ chết thôi. Gặp cái thằng ao kia, hy vọng gặp cái thằng ao ấy nhá. Rao sau đừng có gặp thằng Berserker 3 sao nhá anh em nhá. Vãi cứt luôn đấy. Bây giờ phải làm nào để dễ chết được top 3 nhở? Không, cái trận này mà lên được top 3, tôi hứa với anh em tôi lên clip. Anh em ạ, trận này như thế là xuất sắc rồi. Anh em nhìn toàn siêu nhân luôn. Cái thằng mà top 8 ấy là nó mạnh vãi cứt luôn đấy. Tức là lúc đấy là máu nó gần như là như nhau. Nhưng mà cái thằng đấy nó Sailing Assassin 2 sao vẫn đi. Cướp điền. Ok, rồi. Bây giờ làm nào để tôi vào top 3 tôi lên clip. Trận này hứa với anh em top 3 lên clip nhá. Vào top 3, bây giờ phải sống được đến top 3. Khó ấy. Bây giờ làm nào vào top 3 nhỉ? Bây giờ cái việc mà vào top 3 thì chúng ta chỉ có hy vọng là gặp cái thằng Thanh Nguyễn thôi. Nhưng mà thằng Thanh Nguyễn nó cũng chỉ giúp tôi là sống được lốt cái round 36. Hy vọng là cái thằng Tiểu Ngọc nó sẽ chết được cái round này đi. Nhưng mà 9 Hunter liệu rằng có thể là chết với cái bộ beat không thì tôi cũng không biết. Khó. Thanh Nguyễn này chắc là tôi ăn được. Ok bạn ơi. Đừng bảo thua nhá. Combo rất đẹp luôn. Ui giời, Doom toàn bộ đội hình địch. Ui nhưng mà ui bạn ơi. Ui may quá trụ được anh em ạ. Chết hết nhưng mà cây vẫn sống. Ui thằng Tiểu Ngọc vẫn sống kìa. Sao mày không chết đi Tiểu Ngọc ơi? Vậy là round này tôi gặp cái thằng Berserker 3 sao. Thế thì đỡ thì đéo được. Chết tôi rồi. Làm nào bây giờ? Lên 9. Ôi kìa. Không đủ. Ôi tôi chết rồi. Không đủ tiền lên 9 anh em ơi. Thôi xong rồi. Toàn rồi. Ôi thế thì đi rồi. Đi rồi anh em ạ. À. Thế thì đi thật sự rồi. Ôi giời khó đấy. Ơ gặp thằng Tiểu Ngọc. Gặp thằng Tiểu Ngọc thì vẫn có cơ hội. 11 máu. Súng đừng chết sớm nhá, súng đừng có chết sớm. Được không? Ơ kìa bạn ơi. Top 3 rồi. Ôi giời ơi, lên clip cho anh em. Một con clip dậy chết. Ok, vậy là chúng ta đủ tiền lên 9. Ơ vớ vẩn ở top 2 ấy. Ừ nha, đúng rồi, cái thằng Thanh Nguyên kia. Cái thằng Thanh Nguyên, mày đi. Ôi giời ơi, mày qua có một cái thằng ao anh em ạ. Ơ
Thanh Nguyên nó quay trở lại ở kia. Ủa thứ chết mẹ, nó có 100 tiền đấy. Level 11 100 tiền nó xoay bài anh em ơi. Áo đi Thanh Nguyên ơi. Áo đi Thanh Nguyên, áo đi. Ừ hay quá. Mày chết chưa kịp luôn, vẫn còn 100 tiền. Cố lên Tuấn ơi, giết chết nó đi trước khi mình thua. Giết chết thằng đấy đi trước khi bị thua với thằng này. Ờ nhưng mà chắc gì tôi đã thua với thằng này. Ôi giời anh em ơi, top 1 rồi. Ờ nhưng mà bên kia sại thua kìa. Sại thế nhờ. Ê bình tĩnh bạn ơi. Thanh Nguyễn ơi. What the hell? Khỏe thế. Sao lại thế? Tại sao lại thế? Tại sao lại thua? Ủa tôi tưởng top 1 rồi chứ. Tôi tưởng đấm được cái thằng Berserker 3 sao là top 1 rồi chứ. Thanh Nguyễn ơi, ôi, bạn đừng roll nữa đâu. Dừng lại bạn ơi. Out đi bạn ơi. Out đi. Thôi xong rồi, đéo out anh em ạ. Xong rồi, làm nào rồi? Đen thế nhở, khạc trúng vào con súng là sao? Con rồng ngập và khạc trúng vào con súng kìa. Ơ kìa. Thôi xong rồi. 11 máu, ôi đi không? Ui, vẫn còn 2 máu, vẫn còn cơ hội anh em ạ. Dã man. Nhưng mà cơ hội để làm cái gì đây? Bây giờ làm được cái gì nhờ? Bây giờ phải kẹp cá mà. Thằng nó đánh mết anh em ạ, đánh 5 rồng mết, 5 rồng 6 mết, kẹp với cả rồng, mết rồng đấy anh em. Cờ lai nó là phụ thôi. Bây giờ chơi phe giờ thì không được, nhưng mà bây giờ kẹp cá vào thì sao? Kẹp cá vào thì cũng không ăn được. Bởi vì đam nó đến từ con rồng cơ anh em ạ. Trời ơi sao mà nó không đi đi. Nhưng mà có thể là tôi sẽ vẫn ăn được đấy. Bởi vì con rồng này nó cũng chỉ đánh đơn mục tiêu thôi, nên là những cái con khác nó vẫn né được. Mà cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là nó đừng có focus con súng đấy. Bọn nó con rồng bập ấy, với cả cái con rồng 3 tiền ấy, con rồng 3 đô nó cứ focus con súng thôi. Sợ thật sự. Lấy cái hack. Tôi sẽ lấy cái hack không? Chia đồ ra anh em ạ. Súng cầm một chút, thỏ cầm một chút. Hai con đều phải gây đam, không là toang ấy. Ui dồi ôi, cái gì đấy? Ui dồi ôi, thôi xong rồi. Chả còn lấy cơ hội nào nữa rồi anh em ơi. Thì đeo lên được level 12, xong rồi lại còn dòng 3 nữa thì tôi chịu rồi. Ui giời, chán đời thật sự. Out đi, con quay lại làm cái gì? Không làm được cái thế nào cả anh em ạ. Dòng 3 thì tôi chịu rồi. Ui giời ơi. Cay nhờ anh em nhờ. Tại sao nó lại quay lại? Trời ơi, hơi hèn một tí, nhưng mà tôi muốn thằng này out luôn đi có làm sao. Anh em thấy có đúng không? Giời, chán thật sự. Nhưng mà thôi, clip này vẫn lên nha anh em nhá. Nó cũng khá là vui đấy. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái, siêu phẩm 1 sao top 1 anh em nhá. Một cái trận đấu mà cũng là một cái trận đấu dãy chết cực kỳ hay luôn, giống như cái trận này vậy. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi gót người nước. Gót người nước đã quay trở lại rồi đấy anh em, cực kỳ khỏe ở trong meta này luôn. Và cuối cùng đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể donate cũng như là đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc và link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!